Mavic 3 là một dòng flycam phổ thông chuyên nghiệp mới nhất đến từ DJI. Nói mới nhất thì cũng không phải lắm, tại vì Mavic 3 được ra mắt cách đây 2 năm, đó là năm 2021. Năm 2022 chúng ta có Mavic 3 Classic. Và đến năm 2023, nhà DJI quyết định làm mới sản phẩm này một lần nữa với chiếc sản phẩm cao cấp nhất, đó là Mavic 3 Pro. Cùng với cái sự biến thiên số năm ấy, thì các dòng Mavic 3 cũng có các cái mức giá khác nhau. Nhưng mà hiện tại chúng ta có Mavic 3 Pro với bản thấp nhất là giá 50 triệu. Vậy liệu bạn có thực sự cần Mavic 3 Pro không? Hãy cùng mình đi xăm soi đó nhé. Đầu tiên mình với các bạn cùng giải toán nhé. Đề bài đặt ra giả sử tôi với bạn đều có trong tay 50 triệu. Chúng ta cùng nhau đi đến Tokyo Camera để mua Mavic 3 Pro. Vậy với 50 triệu chúng ta sẽ được gì? Đầu tiên là một mô hình Dark Vader. Tôi để bên cạnh cho anh em xem xét nhé. Đùa anh em một chút vậy thôi, nhưng mà bộ giao diện này được kết cấu từ 3 chiếc camera. Một camera chính 20 megapixel, góc 24mm, khẩu độ từ 2.8 đến f/1, có thể quay lên đến 5.1K 50fps. Và chúng ta có khá những lựa chọn file quay, ví dụ như là file quay màu của Hasselblad này, hay là file quay 10bit D-Log M và file quay HLG. Và chúng ta có một camera medium tele 48MP và góc quay này là góc quay 70mm. Bên cạnh đó chúng ta sẽ khẩu độ 2.8 và quay lên đến 4K 60fps. Và với cái góc medium tele này chúng ta sẽ được hỗ trợ hai file quay là file quay D-Log M và file quay HLG. Và cuối cùng chúng ta sẽ có một camera tele 12MP, góc quay sẽ là 166mm, khẩu độ được khép vào còn 3.4, nhưng mà chúng ta vẫn có thể quay lên đến 4K 60fps. Và theo như tôi đã đề cập ở trên thì 4K 60fps là cái chất lượng mà được phổ cập trên chiếc Mavic 3 Pro này, khi mà cả ba camera đều có thể quay được. Và nó là một camera khá là tốt cho tất cả anh em nào cần một chất lượng quay khá là cao. Và cái điều mà khiến chiếc Mavic 3 Pro này trở nên khá là đặc biệt là sở hữu đến tận hai góc quay tele. Chúng ta sẽ có một chiếc lens với 70mm và một chiếc lens 166mm. Cái điều này giúp cho chúng ta có một độ sâu trường ảnh tốt hơn này. Khi quay và chụp thì chúng ta sẽ có những thước phim nó khá là cinematic. Và bên cạnh đấy thì cái việc có những lens tele này sẽ hỗ trợ anh em trong những trường hợp mà môi trường khó, em muốn quay những vật thể xa chẳng hạn, thì chúng ta có thể là quay một cách tiện lợi hơn và vẫn giữ một chất lượng cao, như để anh em đi chụp chụp hoặc là quay chim, hoặc là anh em đi chụp hoặc quay những động vật hoang dã, hoặc là để cho các mẹ các chị để đánh ghen. Và nói chung là khi anh em bay Mavic 3 Pro thì cũng khá là an tâm khi chúng ta có đến 8 vùng cảm biến. Có nghĩa là chúng ta sẽ có 8 chiếc cảm biến để phân biệt ra là khi nào chúng ta cầm vật cản thì Mavic 3 Pro sẽ tránh hoặc là có thể dừng lại, thì tiền của anh em sẽ không rơi xuống mặt đất, hoặc là anh em có thể là tạo ra những đường bay hoặc là đường quay mượt mà hơn bằng cách cho nó bay tự động. Anh em còn biết cách nào để bay nó mượt mà không? Bay nhiều lên. Đấy là cách lâu dài rồi. Còn đâu mà thực sự anh em muốn bay nhanh hơn thì chúng ta có thể sử dụng các chế độ bay tự động của Mavic 3 Pro có sẵn. Đầu tiên là tính năng Focus Track để Mavic 3 Pro có thể bắt dính được chủ thể anh em cần theo dõi. Và tiếp theo vẫn là Quick Shot và những chế độ quay cực kỳ phổ biến và không thể thiếu trên các sản phẩm flycam của nhà DJI. Và không như một số anh em bỏ ra mấy trăm triệu mua ô tô nhưng lại không có Cruise Control, và Mavic 3 Pro của chúng ta có Cruise Control để anh em có thể giữ những đường bay mà không cần nhấn giữ joystick. Và một tính năng mình cực kỳ thích trên chiếc Mavic 3 Pro, anh em có hay thấy những cảnh bay flycam mà nó nghệ kiểu mà chuyển từ ngày sang đêm mà ở cùng một địa điểm không? Thì đó là chế độ Waypoint Fly. Và chúng ta sẽ có chế độ Waypoint Fly trên chiếc Mavic 3 Pro để anh em có thể sẵn sàng làm những cảnh quay khá là nghệ và kiểu mọi người thấy ui thằng này làm kiểu gì nhở. Bạn sẽ quay ra bảo tao quay bằng Mavic 3 Pro đó. Ngoài những tính năng mà tôi đã kể trên rồi thì Mavic 3 Pro sẽ có ngoại hình giống với Mavic 3 hay là Mavic Classic. Chúng ta sẽ được thừa hưởng những tính năng khá là hay ho, như việc là chúng ta có một ngoại hình ngầm hố này, khả năng tản nhiệt tốt, hàng gió tốt. Vậy thì với 50 triệu anh em có bỏ ra không? Thì điều này tôi sẽ bay thử cho anh em xem thước phim để anh em có thể dễ quyết định hơn nhé. Và anh em xem những cái sụp phim mà tôi bay chưa? Có quyết định mua Mavic 3 Pro không? Và nếu anh em muốn mua Mavic 3 Pro hay là sản phẩm flycam khác đến từ nhà DJI, hãy đến với Tokyo Camera. Còn nếu thấy video này hay, hãy like, share, subscribe cho chúng mình để đón chờ những sản phẩm mới đến từ team của chúng mình nhé.